Các bạn thân mến, mình xin chia sẻ tâm sự với các bạn chút xíu nha. Thì điểm Tâm Châu là điểm tham quan cuối cùng của hành trình 4 ngày vừa qua. Thì trong chuyến du lịch hè năm 2024, thì nhà mình đi tham quan Nha Trang, Đà Lạt trong 4 ngày và đã quay trên 20 video clip đưa lên kênh YouTube Trần Trương để giới thiệu với các bạn, chia sẻ với các bạn. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Mong rằng trong thời gian sắp tới, các bạn luôn đồng hành, chia sẻ với kênh YouTube của mình trong những chuyến tham quan du lịch tiếp theo nhé. Chào các bạn thân mến. Hiện mình đang ở trung tâm cà phê trà Tâm Châu nha. Và trên đường về thì đoàn tham quan ghé dừng chân tại trung tâm Tâm Châu để ăn sáng ở đây và tham quan mua sắm đặc sản cao nguyên. Thì hình như đoàn tham quan nào trong cái lượt về các bạn cũng ghé đây hết đó các bạn. Đó. Và đoàn mình hôm nay ghé Tâm Châu vào cái buổi sáng sớm nha, để ăn sáng ở đây luôn, cho đoàn ăn sáng ở đây. Đó. Trung tâm trà và cà phê rất là nổi tiếng trong và ngoài nước luôn. Và đoàn xe du lịch nào trong cái lượt về, dù buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, thì cũng dừng chân ghé trung tâm này để tham quan và mua sắm. Giờ này thì 6 giờ sáng các bạn, ngày 21 tháng 6 năm 2024. Đó, chiếc xe màu trắng là đoàn xe tham quan của đoàn mình đó. Này, nhà xe anh Vũ nha, đó. Ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Và bây giờ mời các bạn vào tham quan, nghỉ ngơi, ăn sáng, rồi mua sắm đặc sản. Rồi, có một đoàn là đã đến trước đoàn mình ha, và đã lên xe. Rồi bây giờ tới đoàn nhà mình vào. Đó. Các bạn thấy trung tâm lúc nào cũng đông khách du lịch hết các bạn. Đó. Cũng như đây là một cái điểm dừng chân mà hình như ai đi qua quốc lộ 20 này đến đây thì cũng dừng chân lại hết đó các bạn. Đó. Trước mặt là một cái tủ đồ chơi ha, đồ trưng bày, phụ kiện, đồ lưu niệm. Rất là rộng lớn luôn. Thì mé bên tay phải là để bán đồ về quần áo may sặc, phụ kiện dài nón. Còn đối diện những cái chiếc ghế màu xanh này thì để cho du khách dùng thử. Đó. Và phía bên tay phải là các bạn thấy một tủ trưng bày các cái đặc sản luôn ha. Với những cái xì lưu gần rất là hấp dẫn luôn. Hộp đóng gói màu sắc rất là trang nhã, rất là đẹp. Thì ở đây là nổi tiếng hai mặt hàng là trà và cà phê. Và bây giờ có thêm yến xào nữa các bạn, các loại nước yến cao cấp, mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 3, đó, rất là hấp dẫn luôn ha, super sale luôn. Bây giờ các cái mặt hàng về yến là được bày bán rất là nhiều. Đây là quầy dùng thử đó, đây là cái những cái chiếc ghế màu xanh đó, là cái khu mà để cho du khách ngồi dùng thử sản phẩm bánh mứt. Rồi uống thử cà phê, trà. Rồi qua phía bên tay phải này thì phụ kiện và lưu niệm. Và thú bông.
cũng như là đồ chơi cho trẻ em, móc khóa được móc bằng len rất là sắc sảo, rất là đẹp. Đầy đủ phong phú đa dạng các mặt hàng nha các bạn. Và có niêm yết giá cụ thể hết. Đây, các cái loại đồ chơi, rồi gấu bông, thú bông. Trẻ em thì rất là thích cái gian hàng này luôn. Đó. Quà lưu niệm đa dạng phong phú. Rồi chị em thì tranh thủ vào để mua sắm ít cái món quà. Bởi vì nhiều khi ở quê không có các bạn. Ở quê không có thì nhân dịp đi du lịch thì ghé tham quan mua sắm những cái mặt hàng nói chung là đặc sản, đặc biệt mà ở dưới quê thì không có, nên nhân dịp nên là chị em cũng mua sắm cũng nhiều. Đây là gói cổ, những chiếc gói thật là xinh xắn ha, và những cái giỏ sách bằng thổ cẩm. Và đây là vải đẹp nha các bạn, mềm mại thoáng mát lắm và màu sắc cũng lạ nữa đó. Vải đây tốt, chất liệu là cô tông hoặc là tơ tằm đó. Với các bạn mà mua hàng quá ở đây á, thì giá cả thì mình không có bàn nha, nhưng mà có một cái là chất lượng, điều đó là bảo đảm. Tất cả những sản phẩm ở đây đều có nhãn mác của Tâm Châu hết, đặc biệt là những mặt hàng mà may sẵn hay là vải ha, khăn tròn. Đây là du khách rất là thích các loại khăn tròn ở đây, giá tầm là từ 80k, 90k, 100k, 120k các bạn, cũng bình quân, không có mắc. Này là vải tốt, 100% là chất liệu nó cô tâm tơ mềm nè. Để ghé trong này thì nó không có giá. 100k. Trăm hôm sau thấy 100 là nó giá rẻ lắm. Ủa, đó, không biết làm sao đó. Đâu, có em nhân viên ở đây không ta? Rồi ai bán ở đâu? Gia tính tính tiền ở đâu ta? Gói cổ hả? Mua gói cổ hả? Để gói cổ. Vậy chơi nó ấm cổ ha, nó đỡ mỏi lắm đó. Đúng rồi đó. Mình có nhà hai ba cái luôn á, tại vì mấy nhỏ đi du lịch lên nó sắm. Mã này chị thấy tốt, êm nè. Nhung nó êm nè. Có giá không? Bây giờ để hỏi em nhân viên lại để tính tiền đây hả ta? Hàng này thấy đẹp, tốt, chất lượng các bạn. Hỏi thử coi. Phải giá 100k không? Để coi lại. À, coi cái mã số. Rồi mời các bạn tiếp tục nha. Thì ở đây mình thấy là các cái mặt hàng chất lượng cao không các bạn? Túi đều có mã vạch của Tâm Châu hết nè. Cái bóp thổ cẩm đặc sản nè, thú bông. Hàng này là hàng thổ cẩm chất lượng không à các bạn ơi? Sắc sảo đẹp. Và các cái loại vải ở đây cũng vậy nè. Mình thấy loại vải đây cũng khá là đặc biệt luôn á. Vải đẹp. Những chiếc áo nữ này rất là mát luôn. Tơ lụa mềm với chất liệu cô tông chăm chăm luôn. Đẹp. Rồi, mé phía trước là để massage. Rồi nữa là những tranh, rồi và cái trò chơi trẻ em gấp thú bông đó,
thì mình chia sẻ các bạn phía bên tay phải đi vào ha, thì bán các cái mặt hàng quà lưu niệm, trò đồ chơi, túi xách, quần áo may sẵn, thú bông, gấu bông, gói gói cổ, khăn tròn, áo khoác, chất liệu là mình thấy là chất liệu đạt chuẩn luôn các bạn, hàng chất lượng nha, hàng chất lượng cao. Các thân trần cổ cũng đẹp, mẫu mã đẹp, những chiếc áo khoác này rất là đẹp luôn, áo rất kinh tiếng luôn, lấp lánh nè, chiếu lấp lánh luôn, quá đẹp. Rồi ở trong đoàn mình thì cũng có các chị đang rất là ưa chuộng các cái loại khăn tròn, nó mềm mại á và nó mát, thấy nó mềm mại và mát. Nhiêu nhiêu à Ngọc? Nó có giá này nè, còn cái kia có 90 à, cái xanh vậy có 90 à, giá ở Bình Dân các bạn, khăn đẹp, giải mềm mại. Rồi các chị mua hai cái. Rồi bây giờ mời các bạn qua phía bên tay trái nha. Thì phía bên tay trái là những cũng đặc sản trà, cà phê, các loại bánh mứt của vùng cao nguyên. Và trước mặt đây là nơi để cho quý khách cho dùng thử. Rồi mình sẽ vào. Đây quầy cà phê và trà, quầy pha chế luôn các bạn, quầy pha chế. Ở đây bàn để cho quý khách ngồi thưởng thức cà phê và trưng bày sản phẩm rất là bắt mắt luôn ha, nhãn mát nhìn chuẩn luôn á, rất là hấp dẫn. Đến đây thì các bạn có đam mê về cà phê và trà thì khỏi phải bàn luận nha. Nói chung là không thiếu những cái mặt hàng mà các bạn ưa thích đó, đầy đủ hết các bạn. Và bây giờ các bạn thấy đóng gói nhãn mát đạt chuẩn hết trơn luôn, và thương hiệu là Tâm Châu luôn. Tất cả những sản phẩm đây là đều là thương hiệu của Tâm Châu luôn, nên là các bạn yên tâm về chất lượng. Còn về giá cả thì phải theo thị trường ha các bạn. Mình không có bình luận về giá cả các bạn, tiền nào của nấy thôi ha. Nhưng mà ở đây mình chỉ nói về cái hình thức mẫu mã thì là đạt chuẩn rồi đó, ok. Còn về chất lượng thì cũng ok luôn, khỏi phải bàn luận. Bởi vì đều được đánh giá, những cái sản phẩm của Tâm Châu là đã được kiểm định đánh giá chất lượng hết rồi. Bên đây thì cũng có bán những cái bộ tách trà rất là đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu thì cũng có thể mua sắm một bộ tách trà đem về nhà. Trà ô long túi lọc, trà ô long ép chân không. Cái trà ô long này mình có trải nghiệm rồi nha các bạn, uống là bảo đảm nó tan mỡ bụng. Mình có trải nghiệm một thời gian, tại vì cũng nghe giới thiệu á, thì uống một thời gian là với kết hợp các bạn cũng vận động tập thể dục. Nói chung là tập thể dục là số 1. Bên cạnh đó thì mình cũng tăng thêm những cái dưỡng chất, những cái thảo mộc kèm theo. Thì trà ô long đó là trải nghiệm bản thân là uống thường xuyên một thời gian khoảng 3 tháng thôi, thì thấy cái mỡ bụng là nó tan eo thon liền á. Cà phê 3 trong 1. Trời ơi, sáng cô lên cô ăn bánh mì ngọt, bánh mì lạc rồi, chứ để tranh thủ quay phim chia sẻ giới thiệu với các bạn. Siêu ưu đãi 3 tặng 1. Thì mình cũng biết là các bạn
trong mùa hè là đi tham quan rất là nhiều nơi. À, đặc biệt là thường khách miền Tây á, thì chọn là Nha Trang, Đà Lạt là rất là nhiều. Và trên đường trở về thì hình như là đoàn xe du lịch nào cũng dừng chân tại trạm dừng chân Tâm Châu để nghỉ ngơi, vệ sinh, ăn sáng rồi mua xong đem về. Bởi vì đây là chuyến về các bạn, thì thường khách du lịch người ta mới mua hàng hóa, mua thức ăn, thức quà lưu niệm, bánh trái, cà phê, kẹo, bánh mứt đồ. Mình người ta mới mua đồ về. Chứ bạn đi thì đâu có ai mua, bởi vì nó xách, nó lình kình, nó nặng, vất vả lắm. Nên thường cái lượt về đó thì là du khách mới bắt đầu là mua sắm đặc sản để đem về quê. Đó, nên là Tâm Châu là cái điểm mà khách du lịch dừng chân trong cái lượt về là nhiều. Còn lượt đi thì ít ha. Đó. Khoai lang sấy dẻo này. 110.000 đồng. Các loại bánh mứt, bánh cốm Hà Nội. Bánh cốm nhưng mà nó dẻo dẻo nha, chứ không phải cốm mà giòn như là cốm của miền Tây. Đa dạng phong phú. Sinh tố mãng cầu 60k ăn chai. Đóng chai nhìn thấy thèm các bạn, dứa. Nhìn cái chai là thấy hấp dẫn à. Thấy là thèm mà ghiền, muốn uống ngay liền á. Đây nè, các cái quầy, các gian hàng. Tao nói là không thiếu gì hết á các bạn ơi. Này 98k cacao. Matcha. Đây, trung tâm trà và cà phê. Quá trình. Còn đây là các cái quầy dừa nướng quý thu, các loại bánh chiên giòn. Này là trẻ em đặc biệt thích, 39.000 một bịch. Trái cây sấy, cơm cháy, rất là nhiều mặt hàng luôn. Rồi phía trước đó là trái cây. Đây các loại nước, trái cây, đóng chai. Bên đây là rượu cao nguyên, rượu cần. Ở đây là nhanh nha các bạn để không kịp thời gian. Chuối, trái cây, bơ này ha. Rồi tỏi cô đơn, bưởi xanh, bưởi da xanh. Ủa, không có. Ôi, tỏi cô đơn này 510.000 một bịch nha. Ôi, tỏi. Tỏi này là ngon, ăn ngon, thơm. Rồi nhanh thôi các bạn ơi, khoai lang dùng cao rất là ngọt luôn. Rồi các loại bánh ngọt. Và đây quầy điểm tâm sáng, đa phần là các loại như là bánh mì ấp la, rồi bún phở, hủ tiếu, nước khô. Khẩn trương tranh thủ thời gian dừng chân thì chỉ 40 phút thôi các bạn. Rồi bên đây cũng là quầy ăn sáng luôn nha, rất là đông, rất là đông đông. Gặp các chị quen trong cái đoàn đi Đà Lạt vừa rồi, Đắk Lắk nha. Đi được mấy ngày quên đó là 4 ngày rồi, như này lượt về chị về đó hả? 4 ngày rồi đi không? Không thì rồi giờ dưới thì chị đó hả? Chị đi theo trường, em đi theo giáo viên trường. Chị khỏe chị? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ em không? Nhớ chưa? Đây là mấy chị Phật tử đi chung đoàn thiện nguyện Đắk Lắk Đà Lạt vừa rồi các bạn. Và tình cờ mấy chị gặp nha, mấy chị cũng dừng ăn điểm tâm ở đây. Hôm nay là lượt về hả chị? Hôm nay về. Đi mấy ngày chị? 6 ngày. 6 ngày đó. Rồi, chúc mọi người một buổi sáng an lành nha. Tranh thủ mua sắm cũng nhanh nha các bạn, ăn uống vệ sinh cũng nhanh, bởi vì
thời gian là dừng chân ở đây khoảng 40 phút đến 60 phút à. Nó không có nhiều. Nên là chúng ta đi tham quan thì chúng ta phải có nhiều cái kỹ năng, là phải phân bố thời gian cho nó khoa học hợp lý để bảo đảm mà cùng với đoàn kịp cái thời gian và tiến trình, để tránh trường hợp là mọi người vì một người thì nó cũng rất là phiền ha. Đặc biệt là khi người ta lên xe rồi mà mình không thấy mình đó các bạn, cái đó là phiền lắm nha. Nhanh, lẹ, gọn, hợp lý. Chứ thì chúng ta mới tham gia những cái đoàn tham quan lớn được. Chứ còn chúng ta đi gia đình thì nó dễ rồi ha. Nó thuận tiện rồi. Tại vì mình đi trong gia đình thì nói chung là mình không có bị khống chế áp lực về cái thời gian cũng như cái địa điểm. Thích ở đâu thì cứ là chơi cho nó sướng rồi khỏe, xong rồi tiếp tục hành trình tiếp theo. Còn mình đi chung với đoàn tập thể phải chú ý chút nha các bạn, chú ý chút. Rồi bây giờ thì một số quý khách của một số đoàn đã mua sắm tham quan điểm tâm xong và lên tiếp tục cuộc hành trình đó. Sáng hôm nay trời hơi chút mưa các bạn, nó mờ như vậy nè, màn ảnh thì không có thấy rõ luôn, khi các bạn ra ngoài sân là không thấy rõ luôn. Nhưng mà du khách vẫn cố gắng đến để chụp ảnh. Đây là cái biểu tượng của trung tâm mua sắm cà phê trà Tâm Châu, một chiếc bình trà và một tách trà rất là khổng lồ đó. Và khi ai đi ngang qua đây cũng phải nhìn vào chiếc cái bình trà này ha. Nhưng mà rất tiếc, trời ơi, nó chuyển mưa mù mịt rồi không có thấy rõ ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo của kênh YouTube Trần Chương và điểm Tâm Châu, trung tâm cà trà và cà phê, là cái điểm dừng chân trong buổi sáng ngày về của đoàn tham quan chúng tôi. Xin chào và tạm biệt Tâm Châu nhé, hẹn ngày gặp lại.